Thí sinh Trần Hữu Ngoạn, số báo danh 26A, năm nay 70 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát dự thi Dư Âm, sáng tác Nguyễn Văn Tý. Thí sinh chuẩn bị Nguyễn Văn Dân, số báo danh 27A. Đêm qua mơ giang em đang ôm thảm dịu muôn tiếng tơ, hồng giang trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trắng vương làng sông, yêu ai ân nắng cũng đang đầy vơi đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo một ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời chiều mê. Tìm anh băng giá đang ngày mùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ vô kiếp trước, nhớ em mấy thua bạc đầu. Anh đã u sầu vì đường tơ vương vấn. Tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé ru. Anh muốn thành mây nương như làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây. Anh muốn